chiều 31 tháng 1 năm 2024, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị gặp gỡ cán bộ hưu trí cuối năm 2023. Tham dự có quyền bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, quyền bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã thông tin đến các cán bộ hưu trí về kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2023 và các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024, tiến độ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua trao đổi thông tin, các đồng chí cán bộ hưu trí rất phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và tin tưởng sự lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2024 và thời gian tới, nhất là phải có sự đột phá trong phát triển kinh tế để tỉnh có thể phát triển nhanh hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cũng đã giải trình các vấn đề liên quan đến các ý kiến đại biểu đặt ra, nhất là các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, quyền bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến trân trọng và cảm ơn các cô chú hưu trí trong tỉnh trong thời gian qua đã luôn quan tâm theo dõi, góp ý, hướng dẫn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Tỉnh ủy và của cả hệ thống chính trị của tỉnh. Đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn nhất, đây là nguồn động viên rất lớn, giúp cho tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả tích cực trong năm 2023 để làm tiền đề triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2024 và những năm tiếp theo.